Hello, chào các bạn. Nay ngày mùng 9, ngày rất là đẹp. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, thành công, vạn sự như ý. Đây là những cây trà, cây cà chua của mình trồng. Không dùng phân bón nha, mình chỉ dùng bao bố mình phủ gốc cây. Này bạn thấy không? Cà chua này mình trồng này. Trái này. Trái. Thế cà chua của mình. Đây, bạn thấy không? Đây, cà chua miên man luôn. Mình dùng không thuốc nha các bạn. Đây, mình dùng không thuốc. Trái đây. Đây cái bưởi. Cái xoài. Mướp. Dùng bằng sợi bố hết, sợi bố mình ủ cho một cái bón vô. Đây, cái mướp trái đang ra quá trời.